Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong cái video này thì hôm nay là mùng 1 Tết rồi. Đây sẽ là cái video đầu tiên của năm mới 2024 anh em nhé. Thì trước tiên thì mình xin gửi lời chúc đến tất cả anh em một năm mới là an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và anh em luôn luôn gặp nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống. Thì mong rằng là sang năm 2024 thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong tàu chiến hiện đại và mình sẽ có nhiều clip hay hơn dành cho anh em. Rồi thì chúng ta sẽ vào luôn cái video đầu tiên của năm 2024 anh em nhé. Thì nói chung đây là một cái tàu sân bay mà cơ bản là anh em ai cũng chơi rồi. chơi ít hay chơi nhiều chắc nhiều anh em cũng biết rồi. CL-2004 và đây là một con tàu sân bay tấn công của Trung Quốc. Thì cái clip đầu năm thì mình cứ chơi theo kiểu tự do thôi. Ở đây mình sẽ lắp đó là cái RBK-1 anh em nhé. Cường kích G35, cái này thì một lát nữa thì mình sẽ đổi. Tùy từng trận đấu thôi, F-15GX tiêm kích này, B-52, TB-001A, Maclin HM-2. Nói chung là những cái bộ trang bị như thế này thì tương đối là ấn tượng rồi. Đấy, như này thì phòng khâu thì mình sẽ phối theo kiểu này nhé, GRNG kẹp với lại RB-40. Đấy, cái này anh em nào mà có ý tưởng khác hay hơn thì anh em cứ để lại dưới cái phần bình luận nhé. Và chúng ta sẽ chiến luôn. Hy vọng đầu năm mọi thứ nó sẽ suôn sẻ. Anh em hết sức thông cảm mà lý ra là mình phải ra cái video từ sáng rồi, nhưng mà do là bận lắm. Đấy, ngày Tết mà không bận việc nhà thì lại bận việc đi hàng xóm họ hàng. Đấy, bây giờ mới ra được clip cho anh em. Rồi, có lẽ là đến tối mình sẽ lại phải làm clip sẵn cho ngày mai nữa cơ anh em ạ. Không ra video thì anh em, nhiều anh em lại cứ nhắn tin hỏi cơ. Nhiều anh em rất là nhiệt tình. Rồi, chúng ta sẽ mang tiêm kích đi. Cái map này thì cứ cây nhà lá vườn thôi. Theo đúng cái thể lệ mà chơi, tiêm kích chết trước nhá. Mình đi cái team mình nó đi đội 3 người anh em ạ. À không, không phải. Toàn là thai 26. Thế thì chưa có cái mống nào à. Rồi mình sẽ tấn công luôn. Một khi có mác là tấn công luôn. Admiral Pacity. Công nhận là cái con G35 nó tấn công sướng thực sự anh em ạ. Sỏi rồi. Nhưng mà cái loại cực kích pass VIP nó làm cái gì nó cũng là chân ái. Thốn quá anh em ơi. Quá thốn. Ở đây thì mình cứ giữ cái phong cách này của mình thôi. Tức là mình sẽ tấn công theo kiểu dần dần. Chết. Ây giời ơi. Anh em ơi, cứ bình tĩnh đi. Ui giời ơi, nối tên lửa này. Đó. Quá đẳng cấp. Ui giời ơi. Mình cố rẽ vào nhưng mà không rẽ được. Góc nó hẹp quá, lao thẳng vào map luôn. Nhưng không sao, ở trận đầu tiên chúng ta gặp cái đội hình như thế này nè. Trận đấu đầu tiên của năm là đầu xuôi đuôi ngoặt rồi. Ra đây xử nốt bạn này đi. City thì nó sẽ không thực sự là sợ con ngầm này lắm đâu. Cho nên là anh em sẽ cần phải có mặt ở đây để hỗ trợ cho một cái con tàu ngầm này nhá. Chà chà. Rồi chúng ta cứ ngay spam thôi. Úi giời ơi. 35k. Úi trời ơi. Rồi thôi la vào đi. Tấn công một phát nữa cho nó xong đi. Ok chưa anh em? Ở đây mình sẽ mang G35 tiếp. Nói chung là hỗ trợ cho cái bạn ngầm như thế là hỗ trợ hết mức rồi anh em. Ai đấy? Có ai đấy yếu máu ở đây này? Ôi úi sỏi ơi. Không né được cái tảng đá ra, cuối cùng lại đâm thẳng vào. Anh cứ yên tâm đi, con này của em spam thì kinh lắm. Sời ơi. 800k thôi, chấp nhận được. Trận đấu đầu tiên 800k. Chết. Thật tặng hay mạng cơ mà.
Đấy, con này mang đi mang nốt con tàu ấy sang. Này đâu có ngán đâu, RBK 1 nó bắn được cả tàu ngầm khi đang lặn mà. Bad boy. Không nhớ cái tầm của cái RBK nó là bao nhiêu nhỉ? Tầm 9 km này bắn được không nhỉ? Nhưng nó không bắn được. Ngoài tầm ngắm mình nhỉ. Nghe mình nhỏ à chứ nhỉ. Mang thử con này đi. Em ơi em như con dòng xanh. Ôi giời ơi, lại không đến lượt. Không sao, trận đấu tiên như thế là nó rất là ok rồi. Ta sẽ sang tiếp trận đấu thứ hai luôn. Không biết trận này có nên đổi không nhỉ? Hay là làm 2 trận Z35 đi nhá. Sẽ đi chơi tiếp 2 trận Z35 rồi sang trận thứ 3 thì mình sẽ đổi loại cường kích khác. Đầu năm cho 2 trận quần đảo Iceland. Không biết là có cái điểm gì không ta. Đúng vị trí cũ không? À không, lần này chúng ta ngược bên. Nhưng mà có school ship này. Tầm này mình nghĩ chắc là chỉ có tranh thủ làm clip vào buổi tối thôi. Chiều hoặc tối. Nếu trường hợp mà có rảnh ấy, tranh thủ làm trước đi. Không để đến sáng mà làm thì không kịp. Mấy ngày Tết thì bận lắm. Thấy nha. Thấy nha. Chết. Em sáng tiếp. Usakov này, ui dồi ôi. Đây là một cái miếng mồi rất là ngon của chúng ta. Usakov. Usakov. Thơm phức. Thơm mồm bổ phổi diệt trung lao. Sướng không anh em thấy sướng không? Đứng spam này có sướng không? Ý. Đầu đi cao quá. Sorry anh em nhá. Chúng ta con này chơi sướng thật. Rồi, sáng tiếp. Không muốn bắn mình đây mà. Phá mục tiêu. Còn tầm này phải quá sớm rồi. Đi muộn là chỉ còn đúng một cái nệt. Phá mục tiêu. Chết đấy. Thằng 054B chắc là chết rồi đấy. Cái số phận của bạn ấy là an bài đấy. Ui trời ơi anh em ơi. Cái số phận của bạn là nó tối như nhà chị Dậu rồi. Trời ơi. Cái này. Ui ui ui. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Anh em ơi. Anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi. Có gì từ từ nói. Trời ơi. Vã mình kinh quá. Chết dở. Anh em vã mình kinh quá trời. Có định xí mình không? À đây là tiệm kích. Cái này thì cũng không sợ lắm. Bây giờ chỉ có lo đúng mỗi bạn tàu sân bay. Nhưng mà bạn ngầm thì mình có cái góc của nó ở bên này rồi. Mình đã không sợ. Xong đây mình sẽ mang con F-15ZX đi lên check cho anh em. Thế là xong chuyện. Rồi, tiền check cho anh em đây. Đây này. Không cho nó cất cánh. Đây rồi. Phá mục tiêu. Bây giờ là anh tàu sân bay anh ấy sẽ phải trả giá cho những gì anh ấy đã gây ra. Ok đấy. Trời ơi, dí thế này thì làm gì có mặt mũi nào nữa mà về cảng. B52 tôi đâu? Đúng rồi. Nặng đi anh ơi, nặng đi.
Tại sao anh Hạnh không nặn? À, nặn rồi à? Không nổ đam anh em ạ. Cái này thì nó không tính đam. Nào, đi lên nào, chúng ta sẽ vạ cái phóng lựu RBK nhá. Tầm này cùng mình bạn ngầm thì mình này cũng hơi ngán. Cái đồ máy bay của mình thì chống ngầm nó không có nhiều đâu. Theo kinh nghiệm của mình chúng ta không đi, không lên, đi thẳng lên. À, như vậy nó đang có ý định nó muốn ngoành anh em ạ. À, thì chúng ta sẽ lại lùi lại ở đây. Chúng ta không đi lên. Chúng ta đi lên là chúng ta sẽ đi vào cái tầm của nó đấy. Mình sẽ chơi trò chạy một vòng với nó. Cái này nó gọi là kinh nghiệm thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ câu kéo thời gian, chờ cho đến khi nó chết thì thôi. Tầm này ra là úi dồi. Đấy, nếu như bạn thấy mình thì bạn ấy quá muộn rồi, lại không dám lên nữa anh em ạ. Rồi rồi, anh em xử lý chết đi. Ủa, biết mình có cả bot à? Nhìn cái bạn Ugo này, nhìn cái tên như bot ấy nhỉ. Vâng, đúng rồi. Rốt bot. Mỗi bên có một con bot. Anh em không cạm, không cạm. Ở chỗ này chúng ta sẽ đổi sang loại cường kích mới nhá. Dù là chơi con G35 này sướng này, nhưng mà thôi chúng ta sẽ đổi thôi. G2XX đi. Bomber. Bomber chơi cái gì bây giờ? Ôi, chơi B21 đi cho nó lành. Còn đây là một cái combo mà ăn một phát là xác con nhà bà định luôn anh em ạ. Lại con gì 3 năm 2 trận rồi. Cảm giác chơi nó như thế nào quá sướng, quá đầy đủ rồi. Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang cái con GHXX. Con này thì nó sẽ tấn công được từ xa nha anh em nhé. Nó khóa mục tiêu từ xa. Nó cũng tương tự như con G35 ấy, nhưng mà nó sẽ khóa từ xa hơn. B21 thì mình đổi sang theo kiểu sốc đam thôi. Để sau khi chúng ta cấu máu cái GHXX thì chúng ta sẽ bay vào với B21 ấy mà. Ý tưởng của mình nó sẽ là như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi luôn. Check qua đội hình. Lại cây nhà lá vườn rồi. Đấy. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Khóa mục tiêu. Tại sao không khóa được mục tiêu? Phải khóa được chứ. Đó anh em thấy không? Khóa từ rất xa luôn nhá. Cái vũ khí cuối cùng này thì nó là cái ngắn ngắn nhất đây này. Mình sẽ xem cố gắng là bắn được bao nhiêu thì mình bắn. Rồi. Trời ơi anh em bắn kìa. Hay không kìa. Ui xoài. Rồi chúng ta sẽ mang con B21 này sang đi. Bây giờ mình đã muốn tìm một cái mục tiêu nào đấy nó hợp lý. Nhưng bây giờ còn mỗi hai con thiết giáp với một con ngầm thì chơi cái gì nhỉ? Phi lo. Anh này đi. Nghĩa là anh này sẽ chơi dễ hơn đây này. Gì cái gì? Ai làm gì anh đâu? Trời ơi. Rồi chắc là một phát nữa không biết là có chết không. Cố lên, cố lên. Cố lên. Úi giời, 155k là anh ấy gục ngã ngay. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang con GHXX đi. Nó mà sốc đam thì khó đỡ lắm. Đặc biệt là khi đi lẻ nhá, không đỡ được với B21 đâu. Anh ngầm hay anh xử lý đi. Em sẽ hỗ trợ. Ui dồi ôi.
thiết giáp xịn này. Anh này anh có thiết giáp xịn anh em ạ. Ấy mình đéo chứ nè. Dí. Dí cho bằng chết thì thôi. Có con ngựa. Ồ ngựa. Ồ. Á đủ. Sao thằng này nó lì vậy ta? Lì vậy ta? Anh em ơi. Anh em ơi. Trời ơi. Có lẽ là anh bạn này sẽ cần thêm một quả B21 nữa vào mồm. Nhưng kiểu này là không ăn thua rồi, anh nghĩ là không chừa. Nhưng mà công nhận con thiết giáp hạ mới này nó bắn lì thật. Khó hạ được nó. Mình không biết là tại sao nhà phát triển lại búp theo kiểu như thế này. Mạnh thì theo kiểu mạnh quá. Nhẹ nhàng và tình cảm. Rồi sao đây là chiến tiếp. Một mình nó thì làm sao mà nó trụ được nhỉ. Anh em mình có tận 3 người cơ mà. Úi giỏi ơi. Thế này thì chơi cướp. Rồi trận này thì cũng được 1 triệu đam mình nhà mà. Thôi chúng ta sẽ đi làm nốt trận nữa nha. Nốt trận nữa chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Đầu năm mà chúng ta cứ làm khoảng 3 trận như thế này nó quá là ok rồi. Đấy, mà lúc ấy thì mình đang chơi đến hết trận thứ 2, thứ 3 thì có cái việc bận ấy. Thế rồi mình phải bỏ dở lại một tí để chạy xuống giải quyết. Nhà có một số khách quan trọng. Xong một cái chúng ta lại lên lại làm tiếp clip rồi cho nó vào cùng với nhau. Đấy, anh em phải thông cảm nhá. Nhiều khi nó cái công việc không thể nào mà lường trước được. Mình sẽ cố gắng là ngày nào cũng sẽ ra video đều cho anh em. Chẳng qua nó không phải là đều giờ thôi. Rồi thì mình sẽ làm nốt trận này này. Em ơi em như con rồng xanh. Tìm đỉnh có ngầm là mình sẽ thấy nó hơi chối chối nhỉ. Nó không phê. Phê xăm mê. Gì đây? Oanh sân bay. Ô. Oh. À, đúng là cái map quá lò anh em ạ. Cái map này với cái map bùn nước xoáy là hai cái map ghét cay ghét đắng luôn ạ. Đó, bây giờ chúng ta phải chơi theo cái kiểu này thôi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi thả con tiêm kích nhìn cho lành. À, anh em muốn đi thẳng đúng không? Thế thì mình cũng đi thẳng luôn. Tội gì. Trực tăng này nó bay sang một mình. Nó chỉ là cái hữu kinh nhưng mà vô hiểm thôi anh em ạ. Không sợ lắm. Rồi bắt đầu dưới nhà có dấu hiệu hơi ồn ồn rồi đấy. Oh, cảm giác là hơi khó chịu rồi đấy. Trời ơi. Rồi cường kích của em đây rồi. Tốt nhất là cứ đi bám theo đồng đội. À, hay ba ông đi thẳng lên này chẳng có tội gì mà mình không đi đúng không? Mà anh em lại không vào thế chứ nhỉ, không bắn được cái góc này. Đúng rồi, đúng rồi. Tập trung vã chết cha đi, sụp nhà xuống. Hợp lý. Nó đang cố tự gắng nó muốn lợi dụng mấy cái ấy này này. Cái bọn clan này nó hay theo kiểu như vậy ấy. Nó cứ làm cái kiểu nó khôn kiểu một mình của nhà nó ấy. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái thí sinh tiếp theo. Thằng này nó không chạy được đâu. À, cho dù nó không ăn được cái thằng đầu đội của mình thì mình cũng sẽ ra đây mình vả nó một phát là chết rồi mà. Đừng có đùa với đồng đội của mình. Trời ơi. Thế rồi anh em còn muốn thế nào nữa hả trời. Anh em còn muốn thế nào nữa hả trời.
Rồi rồi rồi, ví cho anh ấy tới chết thì thôi. Anh ấy tưởng là anh ấy thoát đấy, mình nói thật là không có đâu, vẫy mồi ngay. Rồi chúng ta sẽ lại lái tiếp con GHXX. Quay Pacity. Ui rồi, đâu rồi đâu rồi đấy, mình nói lúc đầu bảo nhìn cái ngầm có cái đội hình à, hơi chán chán đấy nhầm, cái đội hình có ngầm nhiều khi chối lắm. Em xin, sang tiếp sân bay ngầm, nhưng mà một con long bích hợp lý, kèo này là hợp lý đấy. Con long bích cho đến sân bay là quá hợp lý rồi. Anh em xử long bích thì mình sẽ xử sân bay thôi. Đây sân bay ở đây. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Úi trời ơi, nó tỉnh thế nhở, còn biết đường không, mang cả con trực thăng nó bắn à, cái tông môn nhà chúng nó. Thôi không sao, thằng thứ tư nổi lên này, cái cơ hội bằng vàng của chúng ta đây này. Úi giời, hình như nó hết oxy thì phải, có vấn đề gì đấy rồi, có vấn đề gì đấy với anh Tổng Ngầm rồi. Chúng ta sẽ sang xử nốt anh 004 này cho nó hết trận, hơi lâu nhỉ, hôm nay gặp mấy trận trận hạ cũng lâu. Rồi đi về. Xa quá. Rồi, trận nào hay đam như trận nào thôi, nó chỉ tầm tầm như thế này thôi, anh em không thể nào đòi hỏi cao được đâu. Rồi, anh em xử nó chết cha đi, cho nó hết trận, em bắn hết sạch cả vũ khí luôn rồi đấy, nhà em không còn cái gì đâu. Anh Ayon ơi, anh cố lên, cố lên vì tương lai con em chúng ta. Bây giờ mình chỉ đứng nhìn thôi, biết làm thế nào giờ. Tôi cảm giác team mình sao nó hạ tàu sân bay lâu thế nhỉ. Chờ rất là xót ruột anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình đã đi làm một con tàu sân bay CL2004, một clip đầu năm cho anh em. Cơ bản là chúng ta chơi thoải mái, thư giãn ngày Tết anh em nhé. Rồi mình xin chúc tất cả anh em một lần nữa đó là đón một cái Tết vui vẻ, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video tiếp theo.